ba điều nên tránh đối với người bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ trong gan từ 5% trọng lượng gan trở lên. Lượng mỡ trong gan ở người bình thường khoảng 2-4%. Người thừa cân, béo phì, chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, uống nhiều bia rượu, ít vận động thường có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh gan nhiễm mỡ có thể chữa khỏi, hạn chế tổn thương gan. Nhờ đó, người bệnh có thể tránh được biến chứng nguy hiểm như viêm gan, sơ gan, ung thư gan. Người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng khoa học góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tránh kiêng khem quá mức hoặc không đúng cách, đồng thời hấp thu đủ dưỡng chất cần thiết cho quá trình loại bỏ bớt mỡ thừa. Hạn chế tinh bột, cơm, bún, khoai tây, bánh mì để giảm áp lực cho gan. Tình trạng tích tụ mỡ quá nhiều trong gan khiến chức năng của cơ quan này suy giảm không thể chuyển hóa hết lượng tinh bột dư thừa. Người bệnh giới hạn lượng tinh bột nạp vào cơ thể ở mức 20% tổng năng lượng mỗi bữa ăn. Thay thế cơm trắng bằng cơm gạo lứt hoặc bánh mì nguyên cám để tăng cường chất xơ, làm chậm quá trình phân hủy tinh bột trong thực phẩm, hỗ trợ giảm hấp thu carbohydrate, chất béo. Giảm ăn đường có thể giảm nguy cơ tăng đường huyết, tích tụ cholesterol, chất béo quá mức trong gan, từ đó vừa bớt gánh nặng cho gan hạn chế tăng cân quá mức dẫn đến thừa cân, béo phì, khiến gan nhiễm mỡ tăng nặng hoặc biến chứng. Tổng lượng đường tiêu thụ mỗi ngày của người bệnh gan nhiễm mỡ nên ít hơn 25 g, bao gồm đường sắt rose, geluco, fructose. Ăn nhạt muối với hà lượng không quá 5 giờ mỗi ngày giúp người bệnh giảm tải gánh nặng cho gan, cải thiện khả năng đào thải chất cặn bã, chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Thói quen ăn mặn cũng làm tăng huyết áp, mắc nhiều bệnh tim mạch nguy hiểm, dễ khiến bệnh gan nhiễm mỡ tăng nặng, biến chứng. Người bệnh cần cung cấp đủ đạm, sữa, trứng, cá, thịt nạc, các loại đậu để cải thiện chức năng gan, giảm áp lực lên các mô cơ. Khoảng 80% lượng amino acid gan tạo ra mỗi ngày đến từ chất đạm. Các amino acid này sau đó tham gia vào quá trình phân giải chất béo trong gan. Người bệnh nên hấp thụ trung bình 1 đến 1,5 gam đạm kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Bổ sung chất béo lành mạnh, dầu vừng, dầu đậu nành, các loại hạt, cá hồi, ô liu, bơ, có thể cải thiện tình trạng kháng insulin, khống chế lượng gluco tích tụ. Từ đó, chúng giảm áp lực lên gan, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, hai, thừa cân béo phì. Tăng cường chất xơ, rau củ quả ngũ cốc nguyên cám, đậu và các loại hạt, góp phần kiểm soát đường huyết và insulin, hỗ trợ quá trình lọc máu, đào thải chất cạn bá dư thừa. Chất xơ giúp hút nước tại ruột, tạo thành một lớp màng mỏng, ức chế hấp thụ chất béo, kéo dài thời gian tiêu hóa. Để cung cấp đủ lượng chất sơ cần thiết cho cơ thể nên ăn 240g quả và 300g rau xanh mỗi ngày bổ sung thêm vitamin và chất chống oxy hóa có thể kích thích gan sản xuất hợp chất giải độc glutathione từ thân. Từ đó chúng giúp gan hồi phục nhanh, không bị tổn thương do các tác nhân oxy hóa, kể cả mỡ, vitamin A, C và E, chất chống oxy hóa như flavonoid, kích trình, carotenoid, polyphenol góp phần chống viêm hiệu quả. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ như tỏi, ốc chó trà xanh, nghệ, mật ong, rau củ quả tươi. Người bệnh nên tái khám định kỳ, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu có, thường xuyên tập luyện thể chất vừa sức, kiểm soát cân nặng không để thừa cân, béo phì. Uống nhiều nước, không sử dụng rượu bia, tránh xa khói thuốc lá. Người bệnh nên tiêm vaccine ngừa viêm gan A, B góp phần bảo vệ lá gan. Khám dinh dưỡng, đo thành phần cơ thể xét nghiệm vi chất giúp xác định cơ thể đang thiếu. Thừa dưỡng chất nào từ đó bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống khoa học. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây. Để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào, hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.